Hệ thống hạ tầng giao thông hoàn chỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long đang góp phần thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển. Hiện hệ thống cao tốc trục dọc và trục ngang đang được gấp rút thi công. Các địa phương cũng dồn nguồn vốn xây dựng hệ thống cầu đường kết nối. Và trước dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, hàng loạt công trình được đưa vào sử dụng giúp cho giao thông ngày càng thuận tiện. Cầu dầm thép Trần Hoàng Na có tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng, vừa được thành phố Cần Thơ thông xe. Đây là cầu đầu tiên của thành phố được lấy ý kiến rộng rãi về phương án kiến trúc, vừa đảm bảo chức năng giao thông thủy bộ, vừa mang nét đặc trưng địa phương. Cầu nó giúp cho bà con mình kiểu thuận tiện tất cả mọi mặt luôn, vì công việc hay đời sống gì tập thể dục này kia nó rất là thuận tiện. Giờ thông xe cái cầu này rồi thì tôi mất khoảng 5 phút thôi là đã qua được tới bên đây, qua được trung tâm thành phố rồi. Đi qua được cầu Trần Hoàng Na là cô thấy là dân mình là rất là phấn khởi, họ mọi người là đi tham quan để xem là thành phố Cần Thơ mình đổi mới như thế nào, cho dân đi lại làm ăn vui vẻ, thoải mái. Ở vùng biên giới Tây Nam, cầu Châu Đốc kết nối 3 tỉnh vùng biên là An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp cũng được đưa vào sử dụng. Người dân vô cùng phấn khởi bởi từ nay giao thông thuận lợi, hàng hóa, nông sản vận chuyển thuận lợi hơn. Khi mà vận chuyển qua cái hướng cầu Châu Đốc, sau này thì cái giá thành sản phẩm và cái phí vận chuyển nó cực kỳ cạnh tranh. Không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, các công trình này còn mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương. Riêng đối với Châu Đốc thì chúng tôi cũng rất là vui mừng là nó sẽ mở ra cái tiền đề để kết nối hạ tầng giao thông, phát triển cái dịch vụ logistics rồi kinh tế thương mại, dịch vụ biên mậu và du lịch của thành phố Châu Đốc. Tập trung vào cái nguồn lực đầu tư các công trình dự án ưu tiên như là quốc lộ 91 đoạn nâng cấp đoạn km 0 đến km 7, rồi quốc lộ 91B, quốc lộ 61C, rồi cao tốc Cần Thơ Cà Mau, rồi cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Hiện đồng bằng sông Cửu Long đang được chính phủ đầu tư nhiều tuyến cao tốc trục ngang và trục dọc. Thêm các công trình kết nối mà nhiều địa phương đang triển khai sẽ giúp hoàn thiện hệ thống giao thông cho vùng. Đây sẽ là cơ sở để người dân vùng đất chính rồng kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng. Trong khi nhiều người được nghỉ lễ sum vầy cùng gia đình và người thân của mình, thì tại các công trình, hàng trăm cán bộ kỹ sư vẫn miệt mài làm việc. Và nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động xuyên lễ cũng được các địa phương triển khai. Phóng viên Quỳnh Tâm có mặt tại An Giang sẽ thông tin tới quý khán giả vấn đề này. Ở đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Mặc dù ngay trong ngày nghỉ lễ nhưng hàng chục cán bộ công nhân kỹ sư tại đây vẫn thi công miệt mài như ngày bình thường. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp An Giang, hiện toàn tỉnh có đến 4 gói thầu các dự án giao thông quan trọng đang thi công, huy động tới 184 thiết bị và gần 600 cán bộ kỹ sư công nhân làm việc xuyên lễ, có đơn vị làm việc cả ban đêm. Lãnh đạo tỉnh cùng các sở ngành thường xuyên đến công trường thăm hỏi tặng quà nhằm động viên cho người lao động. Nhà thầu cũng tổ chức khen thưởng đột xuất, qua đó tạo khí thế thi đua làm việc dưới tinh thần vượt nắng thắng mưa sớm hoàn thành các hạng mục công trình. Mặc dù xuất hiện những cơn mưa nhưng tại đồng bằng sông Cửu Long thì thời tiết khá là oi bức, có thời điểm nhiệt độ tăng gần 40 độ C. Thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng như vậy cho thấy được cái nỗ lực quyết tâm của những cán bộ kỹ sư và người lao động tại đây.